sang lên kia các bạn ấy dẫn đường luôn. Đi thiên tế. Tiền tiền đi. Dạ, tôi nói chung rồi. Cái này trắng. Có một bọt. Có đi cáp treo, đi cáp. Nói đó là mấy xe ôm. Dài buồn tênh đường về lẻ bóng.
thoáng hư không. Biết anh còn mơ ước nhiều. Vô chỗ này là vô chỗ mua vé đi cáp treo. Đây chút xíu xuống. Ừ, vé bao nhiêu? À, 8 à.
đây nó có đường đi bộ lên nè. Ừ. Đi dọc dọc theo cái suối vô. Nhiều người ta đi hành hương á, người ta đi bộ. Tới mùa này là ta thấy măng này xuống dưới người ta bán. Đúng rồi, xe này xe măng tông. Thấy măng nó bự. Ta đi xuống dưới này, ta thấy xuống dưới không? Nè, xuống dưới nè. Đó, nó xuống chảy kìa. Thấy chứ. Đã bao lần em giấu lòng, gói riêng mình trong cõi mộng. Này ở trên cáp treo nha bà con, cáp treo núi Cống. Trước nữa mình đi ngang có cái hồ ở đây, ở trên núi Cống cũng có một cái hồ. Chim trong đáy
tới nhà ga. Dưới này đường mới chạy dưới. Là cái ga tới ở trên núi Cấm.